Hello anh em, chào mừng em đến quay trở lại với Latour Thế Giới Công Nghệ. Nếu như mà anh em đang có nhu cầu gọi là set up một góc làm việc ở nhà theo cái trường phái tối giản hết sức có thể, hoặc là chỉ đơn giản anh em không muốn build PC, không muốn tốn kém quá nhiều tiền, hay là anh em cũng không muốn một cái không gian nhỏ bé như là trên laptop mà anh em muốn một không gian làm việc lớn hơn một chút và cái mức chi phí phải bỏ ra nó thực sự là mềm ấy, thì anh em thử tham khảo cái giải pháp này đi. Một chiếc PC All-in-One à, chỉ cần một cái màn hình thôi, nhưng mà cấu hình cũng hơi bị ghê gớm ấy nhá. Rồi là những cái thông số, những cái trang bị, những cái tính năng đi cùng của cái con PC All-in-One đến từ Lenovo này phải nói là khá là bất ngờ anh em ạ. Trong cái tầm giá khoảng hơn 16 đồng một chút ấy, thì mình thấy đây là một cái trang bị mà hợp lý đấy. Và nếu như mà với những người thường xuyên ngồi làm văn phòng như mình, viết content, thiết kế hình ảnh qua Photoshop, thì mình chắc chắn sẽ chọn cái con máy này. Lý do tại sao để bây giờ anh em cùng mình đi unbox nó ra và mình sẽ phân tích cho anh em từng lý do một cực kỳ hay ho luôn. Bắt đầu nhá. Một cái hộp phải nói là rất lớn anh em ạ. Trước tiên ấy, thì con máy này sẽ có cái tên là Idea Center All-in-One 24IRH9 anh em ạ. Và đường link của em nó thì chắc chắn rồi, ở ngay phía bên dưới phần mô tả của video này. Anh em có thể nhấn ngay vào đó để cập nhật chi tiết hơn thông tin về máy, cũng như là thông tin kỹ thuật, thông tin về giá máy tại thời điểm này anh em xem video. Và hiện tại thì con máy này đang được giảm giá, đang được hãng hỗ trợ trợ giá về một cái mức giá cực kỳ yêu thương. Đâu đó chỉ khoảng độ hơn 16 triệu thôi là chúng ta đã có thể sử dụng được em đó rồi. Kỳ hấp dẫn đúng không anh em? Cùng mình bỏ ra xem bên trong sẽ có những cái gì nhá. Đây anh em nhìn này. Đấy, đây sẽ là cái cách quy cách đóng hộp, một cái lớp chống sốc cực kỳ dày, và đây sẽ là các cái phụ kiện đi cùng anh em ạ. Rất nhiều phụ kiện. Đó. Ai da. Nghe chừng là hơi to. Phải nói là cách đóng hộp rất cẩn thận anh em ạ. Rồi, chúng ta tạm thời để cái nhân vật chính ở đây đã, cùng mình kiểm chứng qua phụ kiện. Nhưng mà trước tiên một lưu ý rất là quan trọng cho anh em. Đây là một con hàng chính hãng Lenovo Việt Nam, cho nên chúng ta sẽ được bảo hành 2 năm. Nhưng mà đây là bảo hành 2 năm tận nơi, bảo hành tại nhà luôn anh em nhé. Anh em ở bất kỳ tỉnh nào đi chăng nữa, với quy cách đóng gói như thế này, trước tiên chúng ta sẽ không phải lo về cái việc vận chuyển rồi. Thứ hai nữa là không phải lo nghĩ gì về cái việc bảo hành nữa rồi. Bởi vì là sao? Dù anh em ở bất kỳ đâu trên cái lãnh thổ Việt Nam này, dù ở quê ở xa xôi đi chăng nữa, không ở những cái thành phố lớn, chỉ cần alo thôi, đội ngũ kỹ thuật sẽ fix cho anh em từ xa bằng phần mềm. Nếu không được bằng phần mềm, đội ngũ kỹ thuật sẽ mang linh kiện phần cứng đến tận nhà để sửa chữa thay thế cho anh em luôn. Nên chúng ta sẽ không phải lo nghĩ gì, kể cả anh em ở xa ở tỉnh nhá, mua những con máy như này hoàn toàn yên tâm luôn. Ok. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng kiểm tra qua phụ kiện bên trong hộp. Trong này chúng ta sẽ có, trước tiên sẽ là một cái cục sạc. Cục sạc này sẽ có cho anh em công suất là 90W. Cục sạc công suất 90W này là cho phiên bản RAM 8GB có mã là 30VN nhá. Ngoài ra thì chúng ta còn một phiên bản nữa có mã là 3MVN sẽ được sử dụng cục sạc công suất là 135W điện. Thì đây cái phiên bản đấy đây. Mình sẽ lát nữa mình sẽ cùng dơ hết lên, show hết lên trên đây cho anh em xem luôn. Nhưng mà trước tiên chúng ta cùng đi qua phụ kiện là như thế. Cục sạc. Rồi, đóng lại trước đã. Tiếp theo thì đây sẽ là một cái hộp khá là dài. Trong này sẽ có cho anh em bàn phím cũng như là chuột. Tất cả đều là không dây hết và có sẵn pin ở trong này cho anh em rồi. Đây, có sẵn pin đi cùng cho anh em để có thể lắp vào hai phụ kiện này và sử dụng trực tiếp luôn. Với cái con chuột cũng như con phím này này, nó có cái hay thì chính là thứ nhất, màu sắc của nó rất là trang nhã và trông nó rất là đẹp, ăn nhập với cả cái màu của cái bộ máy của chúng ta đúng không nào. Phiên bản màu trắng xám này thì chúng ta sẽ có cái màu bàn phím cũng như chuột giống Isidux luôn đó. Còn phiên bản màu xám đen này chúng ta cũng sẽ có bàn phím với chuột màu tương tự. Rất là hay, đẹp. Với cái phần thiết kế này, layout bàn phím full size nhá. Và một cái hay nữa của cái combo phím chuột này ấy, là nó dùng chung một cái receiver, chứ không cần phải quá nhiều thứ, tốn quá nhiều cổng kết nối của anh em. Chỉ cần đúng một cái receiver thôi, cắm vào cổng USB của máy là dùng trực tiếp được cả phím cả chuột rồi. Đây là một điều mình thấy khá hay anh em ạ. Rồi, ok. Mình sẽ dọn cái đống phụ kiện này lại và đưa cả hai chiếc máy lên đây để show cho anh em xem luôn. Chúng ta sẽ tiến hành unbox con màn này ra trước đã nhé. Đây, để mà sử dụng được thì anh em nhớ bóc cho mình cái ni lông sau chân đế này ra nhé. Và ok, chúng ta sẽ cùng quay trở lại với cả hai chiếc PC All-in-One ở trên bàn của mình đây. Cái mã bên tay trái của anh em sẽ là cái phiên bản có mã là 30VN, mức giá khoảng 16.490. Trong cái đó, mã bên tay phải của anh em đây sẽ là cái mã 3MVN,
mức giá của nó sẽ là 16990 anh em ạ. Hai phiên bản này thì sẽ có cho chúng ta cái dung lượng RAM khác biệt cũng như màu sắc khác biệt một chút. 30VN có cho anh em là cái màu xám trắng đó, trông nó khá là thanh lịch đúng không? Trong khi đó thì phiên bản 3MVN sẽ có cho anh em cái màu xám đen. Rồi, ngoài ra nữa thì RAM của phiên bản 3MVN này cũng cao hơn, nó là 16GB RAM DDR5 Dual Channel. Trong khi đó thì phiên bản 30VN cho anh em RAM là 8GB DDR5 Single Channel. Nhưng mà chúng ta sẽ đều có slot nâng cấp anh em ạ. Có thể nâng cấp RAM nha, về sau này. Đó, cái điểm hay của nó là có thể nâng cấp RAM. Rồi ok. Thì lát nữa mình sẽ cùng đi liệt kê về cấu hình của em nó sau. Nhưng mà cái điểm quan trọng trước tiên chúng ta vẫn sẽ phải đi qua về cái thiết kế của cả hai cái em màn hình này, hai cái em PC đồng bộ này, xem nó có cái gì ưu việt. Ok, mình tạm thời là gác cái phím chuột này qua một bên đã, lát mình review cho anh em sau nhá. Chúng ta sẽ cùng nhìn qua cái thiết kế này này, về cái độ mỏng của nó. Mỏng đấy chứ, hỏi anh em. Màn hình này rất mỏng và trông nó rất đẹp. Với cái thiết kế nó vuông vức anh em ạ. Thì cái thiết kế này mình thấy rằng là decor ở trong văn phòng là không có gì hợp hơn nữa rồi. Đặc biệt là với những cái góc setup mà màu trắng ấy. Anh em mà đang muốn kiểu làm một cái góc setup màu trắng, rồi là có màn hình trắng, có bàn phím trắng các thứ, thì đây sẽ là một sự lựa chọn không tồi cho anh em đúng không nào. Chúng ta sẽ có một cái thiết kế nó sẵn màu như thế rồi. Còn bây giờ chúng ta đi ra ngoài, chúng ta lựa chọn mua màn hình các thứ rồi, chúng ta build được thứ lên rồi, nó tốn kém vô cùng luôn anh em ạ. Đó là cái ưu điểm đầu tiên về thiết kế rất vuông vức, rất đẹp anh em nhá. Cùng mình nhìn qua phía mặt sau của nó trước này. Chúng ta sẽ có ở đây vật liệu nhựa. Ok, với cái phần nhựa này thì nó cũng sẽ là khá chắc chắn anh em nhá. Nhựa này rất là dày. Của cái dòng màn hình thì chắc chắn rồi, chúng ta sẽ có cái vật liệu thiết kế là khá dày và dày dặn và chắc chắn rồi. Dòng chữ Lenovo này. Bên trên sẽ có một cái cụm nó nhô lên như thế này. Đấy, cái đặc trưng của những cái thiết kế trên những cái chiếc máy của Lenovo là như thế anh em nhá. Chúng ta sẽ có cái phần nhô lên như thế này để đặt vào đây là cụm webcam micro thoại, và trông nó đỡ bị nhàm chán đúng không anh em. Thay vì là những cái màn hình thông thường nó vuông đều cả bốn viền thì bây giờ có cái phần nhô nhô như thế này, trông những cái tai thỏ ngược ấy, trông hay phết anh em ạ. Ok, đó là một chút cảm quan ở phần thiết kế của cái em này. Đây nhá, chúng ta nhìn này, cái màn hình này nó sẽ có cái bản lề ở đây để có thể gập ngửa lên một chút thôi, không nhiều, ngửa lên ngửa xuống được. Đó, cho phép chúng ta ngửa lên ngửa xuống được này. Và bên dưới này sẽ là vị trí các cổng kết nối, vô vàn cổng kết nối luôn, rất nhiều, toàn cổng kích thước lớn thôi. Chúng ta có HDMI này, chúng ta có USB Type A 3.2 Gen 2 10GB trên dây. Tiếp theo là một cổng A nữa. Hai cổng A hai bên này sẽ là hai cổng mà theo mình thấy tốc độ trung bình thôi, để anh em cắm chuột hay là bàn phím thôi nhá. Tiếp theo là một cổng mạng LAN RJ45. Tiếp theo sẽ là một cổng nguồn này, thì nói về cái cục sạc đấy, chúng ta sẽ có hai chuẩn sạc. Phiên bản 30VN này sẽ là cục sạc 90W, trong khi đó phiên bản 3MVN sẽ cho anh em cục sạc là 135W. Lý do tại sao có sự khác biệt như thế thì lát nữa mình sẽ cùng đi chia sẻ cho anh em sau nhá. Tiếp theo chúng ta sẽ có thêm một cổng HDMI nữa. Như vậy con màn hình này có tận là hai cổng HDMI. Anh em ạ, có thể chia ra tới thêm hai cái màn hình rời nữa ở hai bên. Khá là hay hò đấy chứ đúng không anh em? Chúng ta có thể chia rất nhiều thiết bị màn hình rời khác nữa. Tiếp theo, bên cạnh trái chúng ta sẽ có thêm một cổng USB Type-C 3.2 Gen 2 cũng 10GB trên dây, và một jack audio 3.5 combo. Số lượng cổng khiến cho mình cảm thấy khá là bất ngờ rồi. Bên cạnh phải thì anh em sẽ có thêm ở đây là một cổng, một nút nguồn, cũng như là một cái lẫy bật tắt webcam. Đó, rất đầy đủ anh em ạ. Bên trên màn hình sẽ không có lẫy che webcam vật lý, mà ở đây chúng ta sẽ có lẫy ngắt trực tiếp nguồn điện đến webcam luôn. Cái đây sẽ là một cái trang bị bảo mật mà mình thấy nó hợp lý anh em ạ. Bởi vì là sao? Con màn hình này thông thường chúng ta sẽ setup cho một góc làm việc, hoặc là một góc làm việc gì đấy nó riêng tư, hoặc là một góc trong văn phòng gì đó. Chúng ta sợ bị hack ở đây, chúng ta hãy luôn luôn gạt cái lẫy này ở về chế độ tắt. Đó, và sẽ không ai có thể hack được hình ảnh của chúng ta hết. Lúc này nó sẽ ngắt trực tiếp nguồn điện webcam luôn. Đây là một cái trang bị mà mình thấy là nó cần thiết cho những cái PC đồng bộ như thế này, khi mà nó trang bị sẵn webcam đi cùng mà không có lẫy che vật lý anh em nhá. Rồi, cùng mình nhìn qua một cái điểm đặc biệt nữa ở cái chân đế này đi. Chúng ta có thấy cái phần nhô ra ở phía cạnh sau này không? Anh em biết cái phần nhô ra này là gì không? Nguyên một cái cụm tản nhiệt, quạt tản nhiệt, khe thoát gió tản nhiệt. Đó, thì có lẽ là CPU đang đặt ở đây đúng không? CPU và RAM cũng đang đặt ở đây. Thì cái việc nâng cấp thì chúng ta sẽ bắt đầu tháo từ vị trí này ra để có thể nâng cấp được. Có lẽ là như thế. Thì cái việc đặt vào đây mình thấy là nó rất gọn nha. Nó vừa là giúp cho cái máy của chúng ta nó có cái tính thẩm mỹ tốt hơn này. Nó lại vừa là không bị làm dày lên cái phần màn hình này. Đó, và thêm nữa là nó cũng mang lại hiệu suất tản nhiệt là rất tốt. Trông thì nó rất là gọn gàng. Che đi hoàn toàn phần màn hình, nó che hoàn toàn đi chỗ này rồi. Và bây giờ đây trông nó như một cái màn hình thông thường thôi, nhưng mà cấu hình nó lại là khá khủng đúng không nào. Ok, đây sẽ là cái trang bị mà mình thấy khá là thông minh, thiết kế này hợp lý đấy anh em ạ. Rồi,
chúng ta đã vừa đi qua đó chính là cái phần thiết kế xung quanh. Chân đế thì đây nha anh em, tất cả mọi thứ được lắp liền mạch sẵn từ nhà sản xuất rồi. Đó, chân đế đây khá là dày và khá chắc chắn. Ok, mình đánh giá khá cao cái phần thiết kế của chiếc PC All-in-One này. Bây giờ đây thì mình sẽ cùng đi vào tới phía bên trong thông số của màn hình anh em nhé. Đây, chúng ta sẽ cùng nhìn qua, đây sẽ là một chiếc màn hình của chúng ta sẽ sở hữu. Cái màn hình này sẽ cho anh em cái tấm nền là IPS và có lớp phủ chống lóa. Với một con màn IPS LCD thì nó quá phù hợp cho văn phòng rồi, đúng không nào? Hạn chế nhức mỏi mắt, dùng thông thường, dùng bao nhiêu đời nay rồi, độ bền thì cực kỳ là cao trên những con màn IPS LCD như thế này. Và có một vài điểm mình thấy khá thú vị trên chiếc màn hình này, và nó vượt trội hơn hẳn so với cả những cái option khác ở trong tầm giá này luôn. Chúng ta có gì? Thứ nhất là về kích thước, anh em sẽ có kích thước lên tới là 23.8 inch, tức là sắp xỉ 24 inch rồi. Một cái kích thước là lớn đấy chứ, cho những em làm văn phòng bây giờ là thoải mái rồi đấy, và có thể quan sát ở một góc xa là khá tốt rồi. Thêm nữa là bên cạnh cái kích thước màn hình thì anh em cũng sẽ có cái độ phủ màu khá là tốt, lên tới là 99% giải màu sRGB, tức là nó cũng sẽ là rất đẹp cho anh em nào mà bây giờ muốn sử dụng một cái màn hình tươi đẹp như thế này để làm thiết kế, chỉnh sửa hình ảnh, làm ảnh thumbnail mấy cái video của mình đấy, thì có thể sử dụng là rất tốt, viết kịch bản, content các thứ hàng ngày, hay là cơ bản để làm một góc setup để quay, xem phim, giải trí thôi. Thì đây cũng là một con màn hình đáp ứng là rất tốt cho nhu cầu của anh em rồi, đúng không? Nhưng cái màn hình này không những thế, chúng ta còn có thêm cả cái tần số quét lên tới là 100Hz. Đây là một cái option mình thấy nó cực kỳ là hợp lý luôn anh em ạ. Bởi vì là thông thường ấy, mấy hãng kiểu làm laptop văn phòng, máy văn phòng thôi thì cần gì phải tần số quét cao làm gì ấy. Thế mà chúng ta vẫn sẽ có một cái tần số quét lớn đấy chứ, 100Hz. Tức là bây giờ đây thì nếu như mà anh em có nhu cầu lướt web các thứ thôi, dùng hàng ngày thôi là thấy mượt mắt lắm rồi, thích hơn rất nhiều so với cả 60Hz rồi. Hay là anh em muốn sử dụng để chơi mấy con game FPS các thứ ấy, kiểu Valorant này, hay LOL này, xem nó muốn thích mắt hơn ấy, thì đây cũng là một option hợp lý cho anh em. Đó. Ngoài ra thì mức độ sáng nó sẽ không phải là một cái mức độ sáng cao, 250 nit, nhưng mà anh em ạ, con màn hình này chúng ta chủ yếu dùng trong văn phòng đúng không, chứ không phải là như kiểu laptop chúng ta phải mang ra ngoài trời thì kiểu mức độ sáng yêu cầu cao, dùng trong văn phòng hàng ngày thông thường ấy, đèn studio sáng choang chiếu vào vẫn một sáng như thế này thì quan trọng cái gì, chúng ta phải cần tần số quét cao, mức độ sáng cao. Ở đây thì 250 nit vẫn là rất đủ cho anh em dùng trong văn phòng các thứ thông thường hàng ngày rồi anh em nhá. Quan trọng ở đây là gì? Thứ nhất, chúng ta có cái độ phủ màu cao, thứ hai tần số quét cao, và thứ ba là kích thước lớn, thứ tư là với cái tầm nền này nó vừa bền, nó vừa dịu mắt, xem nó dễ chịu anh em ạ. Đây là những cái ưu điểm của cái màn hình PC All-in-One này anh em nhá. Rồi ok, bên trên thì anh em sẽ có cụm webcam. Thì với thông số mình có tra qua, đây là một chiếc webcam Full HD 1080 mang lại khả năng quay video 1080p 30fps, 1080p 30fps, khá là ổn. Tuy nhiên thì với chất lượng hình ảnh đưa ra, đúng là một chiếc webcam này nó cũng chỉ nên dừng lại ở cái mức độ là chúng ta dùng để video call, hội họp các thứ thôi, chứ còn dùng để streaming hay là dùng để chụp ảnh các thứ thì thôi nhá. Mình khuyên thật, nó ở mức gọi là dùng cho những cái nhu cầu cơ bản thôi anh em ạ. Và đó là những cái thông số liên quan đến phần màn hình. Thì với một người dùng mà thi thoảng phải làm những cái file thiết kế kiểu hình ảnh này, thiết kế web các thứ này, hay là ảnh thumbnail YouTube này, đấy, thì mình sẽ cảm thấy là khá thích cái màn hình, cái thông số của cái màn hình này anh em ạ. Ok, vậy thì còn anh em cảm thấy thông số màn hình này hợp lý hay không? Theo mình thấy là hợp lý rồi, đúng không? Trong mức giá rất là mềm mà chúng ta có cái màn hình như thế là khá hợp lý. Tiếp theo nhá, chân đế. Ok, chúng ta sẽ cùng nhìn xuống phía chân đế của cái chiếc mã là 3MVN này. Cái con 30VN này sạc của nó có 90W thôi. Chính vì thế mà nó không có option là sạc không dây anh em ạ. Còn cái con 3MVN này, con màu xám đen này, chúng ta lại có option sạc không dây, cục sạc đi cùng là 135W điện anh em ạ. Và đây, chúng ta chỉ cần đặt điện thoại lên chân đế một cái. Đấy. Đã sạc không dây. Có thể lần đầu tiên mình đặt thì mình sẽ không quen cho lắm. Chúng ta đặt đúng cái logo ở giữa máy vào đúng cái vị trí cục sạc này thì nó sẽ nhận sạc luôn này. Đấy. Ok, có thể một thời gian sau chúng ta dùng thì sẽ quen hơn. Nhưng mà theo mình thấy đây là một cái thứ rất tiện anh em ạ. Lý do tại sao? Anh em biết rồi đúng không? Một góc làm việc thông thường, chúng ta ngồi xuống chúng ta làm việc thì điện thoại chúng ta đặt ngay trước mặt như thế này, sạc luôn, có thông báo gì nó hiện lên luôn. Hoặc là kết nối sang máy, đó, có Intel Unison, chúng ta kết nối sang máy và tất cả mọi thông báo nó hiển thị hết lên đây. Chúng ta chả cần việc gì phải động cái điện thoại. Điện thoại thì để ở đây, dùng xong đứng dậy cầm điện thoại lên là điện thoại đầy pin rồi. Tiện đúng không anh em, rất tiện. Mà nhá, cái việc là chúng ta sạc bằng cái sạc không dây này này, anh em biết sao, ưu điểm của nó là gì?
sạc mà sạc không dây thì công suất của nó không phải là quá lớn, đâu đó trong ngưỡng khoảng độ 10 đến hơn 10W một chút thôi, thì nó sẽ không gây ra hiện tượng nóng máy. Và lúc này thì cái tuổi thọ của viên pin chúng ta được bền bỉ hơn, tốc độ sạc và thì dòng sạc có thể chậm hơn ấy, do chúng ta cũng không cần thiết phải ghim sạc liên tục mà. Dòng sạc vào nó sẽ thấp hơn nhưng mà nó sẽ mát mẻ hơn, giúp cho cái tuổi thọ viên pin điện thoại của chúng ta được bền bỉ hơn. Và chính vì thế mà cái việc trang bị luôn cả sạc không dây dưới đáy như này, thế là nó quá tiện anh em ạ. Mình rất thích cái option này. Lý do mình chọn con này cũng là một phần lý do có cái sạc không dây dưới đáy nữa. Hay cực kỳ luôn anh em ạ. Ok, rồi bây giờ thì chúng ta sẽ tạm thời gác lại những cái trang bị, những cái trải nghiệm xung quanh để chúng ta đến với cái phần cấu hình của combo này anh em nhá. Ở đây thì hai phiên bản này sẽ có cho anh em sự khác biệt duy nhất, đấy chính là về RAM. Phiên bản 30VN sẽ sử dụng RAM 8GB, trong khi đó phiên bản 3MVN sẽ là RAM 16GB anh em nhé. Cùng mình đi qua thông số cấu hình thì trước tiên chúng ta sẽ có một con CPU Intel Core i5-13420H với 8 nhân và 12 luồng. Trong cái 8 nhân này thì anh em sẽ có 4 nhân P và 4 nhân E. Với 4 nhân P trong tao xuyên nghiệp turbo sẽ là 4.6GHz. Đó là thông số về CPU, nói chung là về cái hiệu năng hiện tại thì chúng ta làm với những bộ phần mềm đồ họa 2D thì gọi là mướt mượt mượt luôn. Thoải mái luôn đi, đúng không anh em? RAM thì sẵn trong ta là đây, phiên bản 3MVN này sẽ là 16GB RAM DDR5 Dual Channel băng thông là 5200MHz. Trong khi đó phiên bản 30VN sẽ có cho anh em RAM là 8GB DDR5 băng thông là 5200MHz. Và chúng ta sẽ còn một slot nữa để có thể nâng cấp được thêm. Đó, về nâng cấp thì chúng ta không cần phải lo lắng nữa. SSD cũng đều là 512GB và có thể nâng cấp được lên tối đa là 1T anh em nhé. Về cái việc nâng cấp thì sẽ tháo từ phía mặt sau của cái khu vực cổng kết nối này ra. Tiếp theo nữa là về card đồ họa tích hợp, thì hai phiên bản này sẽ có cho anh em card đồ họa tích hợp là Intel UHD Graphics. Thế thì với cái thông số cấu hình như thế này chúng ta có thể làm được những cái gì? Thì câu trả lời của mình là rất nhiều thứ có thể làm được anh em ạ. Trước tiên là anh em sử dụng để làm văn phòng tại nhà thì vô tư rồi đúng không? Anh em sử dụng để thiết kế, những anh em designer hay là những anh em kiểu kỹ thuật cái thứ mà cần làm những cái phần mềm như kiểu AutoCAD cái thứ này, thì đây cũng sẽ là một con máy mà đáp ứng được những nhu cầu đó cho anh em. Những anh em lập trình cũng đáp ứng được những cái nhu cầu đó cho anh em luôn đó, code web cũng cái thứ ok thoải mái. Hay là anh em có nhu cầu chơi game giải trí nhẹ nhàng được, thì mình đang có sẵn ở đây là hai tựa game mình muốn test thử cho anh em luôn. Hai tựa game cũng không phải là quá nặng nhưng mà nó là đủ để cho anh em có thể trải nghiệm ở nhà trên con màn hình này, trên con máy này anh em nhá. Trước tiên là với Valorant, mình sẽ để ở độ phân giải Full HD và đẩy setting game lên Full 2 luôn. Thì chơi thử chúng ta có thể thấy là cái mức FPS của nó ổn định sẽ đều là trên 100, dao động trong ngưỡng khoảng từ 120 đến 140, thậm chí có lúc tới 150 FPS. Thì đây là một mức FPS khá cao cho một cái phiên bản card đồ họa UHD đúng không anh em? Và đây là mình có chơi thực tế luôn chứ không phải là vào phòng tập nữa, chơi thực tế với người chơi với nhau thôi. Và chúng ta có một cái mức FPS là khá cao đúng không anh em? Mang lại ổn định trên 100 FPS là đã rất tối ưu trên cái màn hình này rồi. Cho nên là anh em có thể hoàn toàn tự tin thoải mái quẩy con Valorant ở nhà trên combo này anh em nhá. Với cái mức nhiệt độ đưa ra chúng ta chỉ có ngưỡng khoảng hơn 60 độ C một chút, thì nói thật đây là một ngưỡng nhiệt độ nó hoàn toàn là dễ chịu và quá là mát mẻ. Nó chả có gì để chê với combo này nữa cả. Đó là tựa game đầu tiên Valorant ở mức setting Full 2, ở max setting đấy. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng sang tới tựa game LOL. LOL mình cũng sẽ để sang mức setting Very High luôn, độ phân giải Full HD. Thì chúng ta có thể thấy là cái mức FPS dao động trong ngưỡng ổn định là trên 140 FPS anh em ạ. Có thể thấy là với tựa game này thì anh em cũng sẽ có chất lượng đồ họa hiển thị là rất tươi, đẹp mắt, không gian hiển thị màn hình lớn và combo gần như là tung ra ngay tức thì luôn, không có hiện tượng delay hay giật lag gì cả. Chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm để trải nghiệm combo này và những tựa game eSports nhẹ nhàng như thế. Ngoài ra thì còn rất nhiều tựa game khác nữa mà có thể hỗ trợ được tốt ở trên cái máy này. Ví dụ là chúng ta có muốn quẩy CS2 này, chúng ta có muốn quẩy FC Online này, hay là vân vân, rất nhiều tựa game khác nhẹ nhàng trên cửa hàng Steam chúng ta cũng có thể chơi được ở trên cái máy này anh em nhá. Nói chung là đó, dựa vào hai tựa game vừa rồi chúng ta có thể thấy là mình đều để ở mức setting cao nhất có thể của hai tựa game đấy rồi. Cho nên là chúng ta có thể tham chiếu nó ra thôi, hoàn toàn là đơn giản đúng không nào? Nói chung là với cái combo này thì nó không phải là yếu, chúng ta có thể làm rất nhiều việc. Quan trọng là gì? Nó còn cho chúng ta một cái không gian hiển thị lớn, màn hình đẹp và cái tính tiện dụng nó rất là cao, đúng không anh em? Ok, đó là về cái thông số cấu hình nha. Nhiệt độ thì như mình đã nói rồi, anh em sẽ hoàn toàn không phải lo nghĩ gì hết, bởi vì là đây, nguyên một cái khu vực đây thoát gió tản nhiệt rất là thông thoáng bên cạnh và hút gió vào phía này, nó không bị quẩn cái gió nóng vào và nó giúp chúng ta luôn luôn vận hành ở một cái công suất rất là tối ưu, rất là mát mẻ anh em ạ. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ cùng đi trải nghiệm về combo bàn phím và chuột rời được đi cùng theo cái bộ PC All-in-One này. Thì ở đây có một vài cái trải nghiệm mình muốn chia sẻ với anh em. Thứ nhất là con chuột này chắc chắn rồi,
dùng cho nhu cầu văn phòng thôi. Chứ còn anh em mang đi chơi game FPS rồi bảo là sao em ghim tâm nó hơi khó cả thế này thế kia thì đúng thật là con chuột này nó cho nhu cầu văn phòng thôi anh em ạ. Phần ở đó thì nó chuột không dây nữa, cho nên là cái trải nghiệm của nó sẽ hơi delay hơn một chút so với cả những con chuột có dây anh em nhá. Đây, cách tháo rất là đơn giản và receiver sẽ cắm vào đây mỗi khi anh em muốn mang nó đi đâu đấy. Và có thể cắm những thiết bị khác để dùng bên ngoài cũng được. Đó. Một cái thiết kế trông nó khá là đơn giản anh em ạ. Ok. Đấy là với con chuột, pin các thứ cũng thay ở trong này luôn anh em nhá. Tiếp theo thì sang tới con bàn phím. Chúng ta cũng sẽ có pin thay ở phía bên dưới đây và nó dùng chung cái receiver với con chuột này anh em nhá. Ok, bàn phím này thì sẽ có cái lưu ý cho anh em là nó sẽ không có đèn nền là cái thứ nhất. Cái thứ hai đây là một cái kiểu dạng bàn phím low profile nhưng mà nó mang lại cái cảm giác bấm hành trình phím thì đúng là sâu thật nhưng mà độ nảy của nó không quá tốt, nó hơi mềm mềm. Cho nên là anh em sử dụng để soạn thảo thời gian dài sẽ cảm thấy hơi mỏi tay. Thì thú thực ấy là chuột thì anh em dùng được, bàn phím anh em dùng chống cháy cũng được. Thông thường sử dụng hàng ngày nếu như mà nhu cầu của anh em không quá cao thì dùng được thoải mái. Nhưng mà anh em có nhu cầu cao một chút, anh em muốn có một cái thiết kế ở góc làm việc có đẹp một chút hay là như nào vân vân thì anh em cũng hoàn toàn có thể lựa chọn mua thêm những con bàn phím rời bên ngoài, cũng là một cái sự lựa chọn không tồi đúng không nào. Bây giờ thì bàn phím rời mức giá không phải đắt mà kiểu trải nghiệm của nó rất là ok la luôn. Cho nên anh em hoàn toàn có thể cân đối sang những cái option đó. Còn về các bàn phím này dùng nhu cầu văn phòng rất là ổn nha. Tất cả cái cáp đều làm rất là lớn. Tuy nhiên thì về cái trải nghiệm gõ ở trên này đúng thật là hành trình phím nó sâu nhưng mà cái độ nảy của nó lại không căng tay, cho nên là cảm giác bấm lâu dài hơi mỏi tay một chút anh em ạ. Chúng ta lại có layout full size. Đó, tất cả phím số vụ bên cạnh đây thì cái phần nào đó với một cái layout phím full size như thế này chúng ta sẽ có cái không gian chiều dài nó hơi rộng và trông nó không được quá là gọn gàng. Nếu mà kiểu nó làm theo kiểu TKL hoặc là gọn gọn một chút như thế này thì nó sẽ kiểu trông nó thích mắt hơn, trông nó phù hợp với cả một cái góc làm việc clean hơn đúng không anh em. Đó là cái cảm nhận của cá nhân mình thôi, biết đâu mỗi người lại một góc nhìn khác nhau nữa thì sao. Thì đó là đánh giá về cái phần bàn phím và chuột rời anh em nhá. Tất nhiên combo này chỉ nên dùng cho văn phòng, còn để mà dùng cho gaming ấy, thì nó sẽ không được quá ổn, không được quá tối ưu. Ok. Và ngoài ra nữa thì một cái thông tin cuối cùng về con màn hình này đấy chính là những cái kết nối không dây anh em ạ. Thì với cái con PC Onura này chúng ta không những là có kết nối mạng LAN mà chúng ta còn có những kết nối không dây để phục vụ cho cái nhu cầu gọn gàng tối giản hết sức có thể của anh em. Thì chúng ta cũng sẽ có Wi-Fi 6 đến từ Realtek có mã là RTL8852BE. Với con Wi-Fi này thì cũng được trang bị trên rất nhiều các dòng laptop mình đã trải nghiệm cho anh em rồi, chả có điểm gì để chê nữa cả, nó giá rẻ mà đúng nào, dùng nó rất là ổn định mà thôi, chả có điểm gì chê đâu. Về ngoài ra chúng ta cũng sẽ có cả kết nối Bluetooth nữa nhở, tức là nó không kém gì, không thua gì một chiếc laptop, thiếu mỗi là gập vào và mang đi thôi. Thì cái trọng lượng khoảng độ loanh quanh 6 cân, cái việc gập vào và mang đi nó sẽ hơi vất vả với anh em một chút, nhưng mà đấy, tất cả mọi thứ nó đều nằm trên một cái thiết bị như thế này thì cái việc chúng ta setup ở bất kỳ đâu nó cũng sẽ cực kỳ là gọn gàng. Dành cho những em nào mà không gian làm việc trong nhà muốn tối giản hay là cũng không có nhu cầu BPC chi phí quá là đắt đỏ thì có thể cân đối luôn con này đi, sẽ là khá hợp lý anh em ạ. Ok, và link thì chắc chắn rồi bên dưới phần mô tả của video này anh em nhá. Hiện tại thì đang được hãng hỗ trợ cho mức giá cực kỳ yêu thương, không phải là mức giá quá cao quá khó tiếp cận đâu, bây giờ mức giá này là quá mềm cho mọi đối tượng sử dụng rồi. Vậy thì anh em nghĩ sao, anh em có cảm nhận gì về hai chiếc PC Onura đến từ thương hiệu Lenovo này? Đừng quên để lại cảm nghĩ của anh em phía bên dưới bình luận nhé. Đừng quên nữa, đây là hàng chính hãng được bảo hành 2 năm tại nhà đấy. Ok, bây giờ rất cảm ơn anh em đã theo dõi video, nhớ là ủng hộ Laptop World một like và sub nhé. Xin chào anh em trong những video tiếp theo.